Rồi, ok em nhá. Thì chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Thì đầu xuân năm mới 2023 thì chúc tất cả anh em đam mê xử lý sọt đang xem kênh của mình thì một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng nha anh em. Cũng nghỉ Tết lâu rồi thì hôm nay thì mình mới đi săn trở lại. Đấy, thì mình cũng giới thiệu qua với anh em là thun bộ sản bên mình này. Đấy, Super Hunter 0.7. Phổ trắng 0.65. Và Fancom 065 anh em nha. Đặc biệt là có cả thun mẹt nữa, nhưng mà thun mẹt thì hiện tại mình chưa có cắt anh em ạ, có cắt để trưng ra ở đây để mà quảng cáo để anh em. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho luôn. Đây. Đấy là những cái mẫu đá mà giá rẻ, giá sinh viên cho những anh em mới bắt đầu chơi bộ môn này và chơi nói chung lâu dài cũng ok anh em ạ. Những cái hang bo kênh đỉnh bóng thôi thì cầm rất là êm luôn. Rồi ok anh em nha. Thì anh em muốn mua hàng thì liên hệ số điện thoại Zalo góc trái màn hình nha anh em. Đây, hôm nay mê công ăn châu long anh em ạ. Ăn cho có sức mà bém. Hôm nay công sẽ bém cho anh em xem nha. Mong đầu năm công sẽ thể hiện tốt để anh em có được xem những pha bắn đẹp từ công. Đây. Mê anh em sẵn nha. Chết. Chết. Hết rồi. Ui. Đấm ngã người rồi mà. Ui anh mập phê. Đấm ngã người luôn mà. Rồi cấp và rửa chân cái. Chết. Chết. Có gì nè. Rồi. Ôi. Ôi. Như này thì ok nhá em. Cõi nhá.
trên cổ là hết bay rồi. Nạ thiên thân nha em, cống sử dụng nạ thiên thân nha. Còn mình thì vẫn sử dụng kế mắt thân. Đứt dẹp đấy à? Chia nghiệt ngà he. Bập không? Bập. Ôi trời. Ôi, quả tuyệt vời, anh em có xin lứng luôn anh em ơi. Rớt. Rớt. À, nhảy đây, nhảy đây. Nhảy ra cống này. Cống này thì chết không được. Trời ơi, bị cái nè. Cống đang thả dây nè mọi người. Kiểu đi một viên xấu luôn. Có lên nè. Có nè. Bẩu luôn. Ok. Đi ngồi đi à? Ờ, đi chầm bác. Ngủ trên kế. Đây cho sống cho tươi. Có rắn, tiếp tục có rắn nha em. Cái đường này rất khó để bắn anh em này. Dăn này. Mặt cống hàng co rất là tốt. Đường này để mấy anh em mà trường hợp mà bắn xé thả tay về ngôi á, ngôi xé bắn á, đường nó đẹp thì nó đường đàn nó sẽ ổn định. À, lương. Chà, nhiệt ngã hề. Mẫu hề. Đưa qua đấy. Đúng mình đấy. Rồi. Rồi. Ok anh em nhá. Phát làm bàn của công nhân em. Sáu đứa công à? À đó. À, sập rồi. À, sập rồi. Chết luôn. Hay làm công ơi. Trời ơi. Ngạp đó. Rồi. Có mà bay. Mập làm cống nè. Hôm nay đi bôi cho cống không được. Anh trùng cái éo xấu á, chứ không phải mà. Không. Diễn đầu tiên là éo xấu một cái bịp mà. Con màu đen này, mình có màu đen béo thật cái này.
Một cái L6 đấy, anh em gặp biển đầu tiên của L6 này. Ok nha em. Đó là cái đuôi. Chạy tôi. Anh em biết co làm món gì ngon thì cứ bình luận nha anh em. Gặp ý về hai anh em đi nha. Để làm những cái món ăn ngon gửi đến anh em.